Chào mọi người ha. Hôm nay mình có một cái chuyến đi bất ngờ với lại anh em bên hội Sài Gòn Motor Show. Cũng không có dự định đi nhưng mà tự nhiên hứng lên rồi anh em rủ đi luôn, thì tại vì cũng đi ngắn, đi trong ngày thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình đi đêm. Lộ trình là mình đi Sài Gòn Đà Lạt và quay về trong ngày. Nhưng mà hôm nay thì mình đi đêm. Mà đó giờ mình cũng chưa bao giờ đi đi trễ như vậy, thường là mình đi sớm. 3-4 giờ sáng là mình đi chứ mình không có đi trễ như vậy. Nhưng mà đi có hội một vài anh em đi thì nó vui, nó đỡ buồn ngủ với lại nó cũng an toàn hơn. Nên là thôi mình cũng đi đi với mọi người. Hy vọng là kỳ này có cái dịp để mình test live cái đèn. Đó giờ trong không có chạy buổi đêm mà đi đường xa như vậy nên là không có cái dịp để test live. Nha. Rồi mọi người đón xem coi có những cái gì nó hay trên đường đi thì mình sẽ ghi lại cho mọi người cùng xem ha. Giờ đoàn có thêm một thành viên thứ năm. Giờ khởi hành từ Dầu Dây. Đó, bài cơ già. Dừng lại để tăng cái trợ lực với lại siết cái phuộc lại. Châu chạy chiếc máy kịch. Đó, hy vọng hôm nay là mình test live đi đường này là đúng luôn á. Mọi người sẽ cảm nhận được cái đường sáng, cái cường độ sáng của cái thằng Tôn 70 ha. Mà test live đường này nó cũng đỡ phiền mọi người á.
chốt rồi. Mọi người vô đổ xăng. Giờ lên đường. Mình lúc nào cũng chừa một khoảng cách thôi để cho nó an toàn, tại vì trời tối á, mình cái khả năng ước lượng khoảng cách của mắt mình nó không có chính xác, mà tốc độ cao á, thì một giây mình lướt 50-60 mét là bình thường, cho nên là mình cứ phải cách đồng đội mình cũng 50-60 mét là an tâm. Cầu đã quay. Trước mà người ta thắng lại á, nếu mình có khoảng cách thì là mình xử lý nó dễ hơn, phải không? Tại vì cái trình chạy xe của mình nó không có giống những người ta làm chuyên nghiệp, ta xử lý nó nhanh lắm, mắt tay chân là người ta nhịp nhàng, còn mình amateur mà, nên là mình cứ phải có khoảng cách để mình an toàn. Lên đèo Bảo Lộc rồi, 12 giờ 15 phút đèo Bảo Lộc.
già. Này là phải kêu là biker già gân. Lâu quá không có đi. Lâu quá không có đi Đà Lạt. Quên hết mấy cái khúc cua. Cua lơi, cua gì mình quên. Cua đè bỏ lọc quên hết rồi. Miếu bọc cô. Ba cơ già ổng chạy ổng kèm kèm mình nữa chứ. Chứ ổng qua, ổng qua mấy mươi lần rồi. Hết đèo Bảo Lộc lúc 12:25. Sương mù quá trời. Sương mù quá trời luôn. Tới Đức Trọng rồi. 1 giờ. 1 giờ tới Đức Trọng. Rồi, có một top khác cũng mới lên. Còn top mình nè. Đi tiếp.
không đúng là đi đi một đội á, nó đi khác nhiều lắm, cái cách đi khác nhiều lắm. Ta đi mình nó dễ, đi một đội nó khó, chạy phải biết ý nhau. Không có nhiều cái máy ảnh hướng dẫn mình hay á, mình cũng là cái gì cũng phải trải nghiệm, phải học hỏi. Có những cái về mặt lý thuyết á, là về mặt lý thuyết á, ai cũng nghĩ là nó không an toàn hay là chạy ẩu, nhưng thật ra đó là cái cách để chạy mà nó an toàn hơn đó. Cho nên là lý thuyết với thực tiễn nó khác nhau nhiều lắm. Và đi đội á, thì mọi người mới có dịp mà chia sẻ nhau cách chạy rồi. Ảnh ra hiệu có nước mình mới chạy sao là mình an toàn. Nó bằng hay ghê luôn.
đèo Ren rồi. Đã quá. Bị hố cua mấy lần. Không biết sao bị kéo xe về đồn mà giờ xuống chợ ăn đi rồi đắng các bạn đó. Tới Đà Lạt rồi. Giờ về khách sạn nghỉ. Xuân hương buổi tối phòng anh em nghỉ này. Cái này vừa hết đèo Ren quẹo phải. Cái này cũng chưa nghỉ lần nào. Thấy được đó mọi người. Ho hơi gì em? Slip up. Horizon cafe.
toilet nha, rất là ok.